Cả thế giới thèm khát, Việt Nam sẽ trở thành siêu cường châu Á với bể dầu khí 40.000 tỷ đô. Các bạn thân mến, rừng vàng biển bạc là câu nói của cha ông ta từ xa xưa đã khẳng định tiềm năng to lớn về tài nguyên thiên nhiên của đất nước. Trong đó, dầu khí là một trong những báu vật mà thiên nhiên ban tặng cho Việt Nam, đặc biệt là ở khu vực Biển Đông, nơi được xem là có trữ lượng dầu khí lớn nhất trên thế giới. Các bạn có bao giờ tự hỏi rằng điều gì sẽ xảy ra nếu Việt Nam khai thác hết tiềm năng dầu khí, đặc biệt là ở vùng biển giàu tài nguyên là Biển Đông? Liệu chúng ta có thể trở thành một siêu cường quốc sánh ngang với những cường quốc hàng đầu thế giới hay không? Trung Quốc có thể để yên cho chúng ta làm điều đó không? Hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Biển Đông, nơi có trữ lượng dầu khí khổng lồ, luôn là món mồi béo bở mà nhiều quốc gia trong khu vực thèm muốn, trong đó có gã khổng lồ Trung Quốc. Chính vì lẽ đó mà Trung Quốc đã vô số lần bất chấp luật pháp quốc tế, có những hành động xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trước đó, các chuyên gia quốc tế cũng đã từng nhận định Việt Nam đang nắm trong tay kho báu khổng lồ với các bể trầm tích có trữ lượng dầu khí trị giá lên tới 40.000 tỷ đô la. Nếu khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên này, Việt Nam có thể sẽ trở thành một siêu cường quốc trong tương lai. Theo đó, Việt Nam sở hữu trữ lượng dầu được xác định lên tới 4,4 tỷ thùng và hiện đang đứng thứ 28 trong số các quốc gia sản xuất dầu mỏ trên thế giới. Trong số đó phải kể đến bể trầm tích sông Hồng trải dài từ Móng Cái đến Quảng Ngãi với diện tích khoảng 110.000 km2, đóng vai trò rất quan trọng trong bản đồ dầu khí Việt Nam. Bể trầm tích này có cấu trúc địa chất phức tạp với lớp trầm tích dày tới 12 km, xen kẽ giữa các lớp bột và sét. Các hoạt động tìm kiếm và thăm dò dầu khí tại bể trầm tích sông Hồng luôn được đẩy mạnh và có nhiều phát hiện mới đầy triển vọng. Trong đó, rất nhiều mỏ và điểm dầu khí tiềm năng đã được xác định như Đông Quan D, B10, Hồng Long, Hoàng Long, Yên Tử, Hàm Rồng, Thái Bình, v.v. Và đặc biệt là mỏ khí khổng lồ Cá Voi Xanh nằm ẩn mình trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cách bờ biển miền Trung tầm 100 km. Theo đó, mỏ Cá Voi Xanh có trữ lượng khí đốt khổng lồ được khai thác bởi tập đoàn ExxonMobil đã và đang trở thành động lực quan trọng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho khu vực miền Trung. Theo ước tính của ExxonMobil, mỏ Cá Voi Xanh được ước tính có thể mang về cho chính phủ Việt Nam nguồn thu lên tới 20 tỷ đô la từ việc khai thác khí tự nhiên và tạo ra cú hích mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế xã hội. Chưa dừng lại ở đó, dự kiến dự án này sẽ tạo ra thêm doanh thu từ việc sản xuất điện lên tới 30 tỷ đô la, nâng tổng doanh thu toàn bộ vòng đời dự án lên con số ấn tượng là 60 tỷ đô la. Chưa kể đến việc dự án cũng tạo ra hàng nghìn việc làm trực tiếp và gián tiếp, góp phần cải thiện đời sống người dân tại khu vực miền Trung. Những tiềm năng to lớn, béo bở của mỏ Cá Voi Xanh đã thu hút sự chú ý rất lớn từ gã khổng lồ Trung Quốc. Phía Bắc Kinh đã liên tục đưa ra những yêu sách phi lý đối với khu vực mỏ này. Đi kèm với những lời lẽ ngang ngược, độc chiếm là những hành động quá đáng đến mức không thể chấp nhận được. Khi Trung Quốc đã nhiều lần điều động tàu thuyền xâm phạm trái phép các vùng biển của Việt Nam. Trước tình hình đó, Hoa Kỳ, đối tác quan trọng của Việt Nam, đã hai lần lên tiếng khẳng định ủng hộ quyền khai thác dầu khí hợp pháp của Việt Nam tại mỏ Cá Voi Xanh, đồng thời cảnh báo sẽ không cho phép bất kỳ hành động đe dọa, cản trở nào từ phía Trung Quốc đối với hoạt động của các doanh nghiệp Mỹ tại đây. Bên cạnh mỏ Cá Voi Xanh, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng vừa công bố một phát hiện mới đầy triển vọng là mỏ Kèn Bầu, với trữ lượng ước tính từ 7.000 đến 9.000 tỷ feet khối khí tự nhiên và từ 400 đến 500 triệu thùng condensate. Mỏ Kèn Bầu cũng được kỳ vọng là sẽ là ngôi sao mới trên bản đồ dầu khí Việt Nam khi đi vào hoạt động khai thác từ năm 2028. Bên cạnh bể trầm tích sông Hồng, Việt Nam còn sở hữu nhiều bể trầm tích dầu khí dồi dào đầy tiềm năng khác, chẳng hạn như bể trầm tích Hoàng Sa nằm ở phía đông đới Nâng Chi Tôn ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ với diện tích trên 70.000 km2. Tuy giàu tiềm năng là thế, nhưng đến nay vẫn chưa có giếng khoan thăm dò nào được triển khai tại khu vực này do những tranh chấp chủ quyền phức tạp. Trong khi đó, bể trầm tích Phú Khánh trải dài từ Quảng Ngãi đến Phan Thiết với diện tích khoảng 80.000 km2 lại thu hút sự chú ý bởi trữ lượng dầu khí đáng kể đã được ước tính cụ thể. Theo các nghiên cứu ban đầu, trữ lượng dầu khí của bể trầm tích Phú Khánh rơi vào khoảng 10 đến 12 tỷ thùng quy dầu, tương đương 16% tổng trữ lượng dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam.
Ngoài ra còn có bể trầm tích Cửu Long nằm dọc bờ biển Vũng Tàu và Bình Thuận với diện tích khoảng 36.000 km2, được xem là vựa dầu của Việt Nam. Nơi đây đã ghi nhận khối lượng khảo sát địa chấn và khoan thăm dò lớn nhất trong số các bể trầm tích dầu khí của Việt Nam. Chính tại mảnh đất vàng này, những mỏ dầu khí lớn đã được phát hiện và đưa vào khai thác, góp phần quan trọng vào sản lượng dầu khí quốc gia. Và có thể kể đến như là Bạch Hổ, Rồng, Rạng Đông, Hồng Ngọc. Hiện nay, bể trầm tích Cửu Long đã được đóng góp hơn 80% tổng sản lượng khai thác dầu khí của cả nước, với trữ lượng ước tính từ 2.357 đến 3.535 tỷ tấn quy dầu. Ngoài những cái tên kể trên, những bãi trầm tích như Nam Côn Sơn, Tư Chính, Vũng Mây và bể trầm tích Trường Sa đều sở hữu trữ lượng dầu khí khổng lồ, hứa hẹn sẽ mang đến những lợi ích bất ngờ cho Việt Nam trong tương lai. Với trữ lượng dồi dào, cùng những con số thuận lợi, lợi nhuận siêu khủng có thể đưa Việt Nam lọt thẳng vào top 3 quốc gia giàu có nhất thế giới, chỉ sau Mỹ và Trung Quốc. Để các bạn dễ hình dung rằng Việt Nam chúng ta sẽ giàu cỡ nào thì ad cũng nói luôn. Khi đó Việt Nam sẽ giàu gấp 2,5 lần Đức, gấp 4 lần Hàn Quốc, bỏ xa các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, con đường khai thác và phát triển nguồn tài nguyên dầu khí để trở thành siêu cường quốc của Việt Nam không hề trải đầy hoa hồng đâu nhé. Theo đó, Việt Nam cần phải vượt qua nhiều thách thức, từ vấn đề kỹ thuật, vốn đầu tư đến những tranh chấp chủ quyền phức tạp trên Biển Đông. Trong đó, trở ngại lớn nhất chính là phải đối đầu với tham vọng bành trướng và độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Trong những năm qua, chúng ta đã không ít lần chứng kiến việc Trung Quốc liên tục có những hành động ngang ngược trên Biển Đông, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam. Do đó, để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và khai thác hiệu quả tiềm năng dầu khí trên Biển Đông, Việt Nam cần tiếp tục kiên định đường lối đối ngoại hòa bình, đồng thời tăng cường năng lực quốc phòng và an ninh. Việt Nam cũng cần xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, đủ sức bảo vệ vững chắc tổ quốc trong mọi tình huống. Bên cạnh đó, Việt Nam cần đẩy mạnh các công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân trong nước và bạn bè quốc tế về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cùng với việc phơi bày âm mưu cùng hành động sai trái của Trung Quốc. Như các bạn cũng đã biết, tiềm năng dầu khí khổng lồ của Biển Đông hoàn toàn có thể mở ra một kỷ nguyên mới cho Việt Nam, đưa đất nước bước vào hàng ngũ những quốc gia giàu có và hùng mạnh bậc nhất trên thế giới. Chính vì vậy, để làm được điều đó, chúng ta cần phải kiên định mục tiêu, đoàn kết, sáng tạo và hành động quyết liệt trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Đến đây thì video ngày hôm nay cũng đã kết thúc rồi. Các bạn nghĩ như thế nào về vấn đề này? Hãy để lại bình luận bên dưới cho mình biết nhé. Nếu thấy video hay, hãy like và chia sẻ để nhiều người cùng xem. Và cũng đừng quên nhấn follow kênh để giúp Bảo Thông Thái sớm đạt 60.000 lượt đăng ký nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Bảo Thông Thái.